Xin chào mọi người, mình là Ngọc Duyên nè. Thì video ngày hôm nay đó nha, đã là ngày thứ hai mình đi dưới quê đó mọi người. Và buổi sáng á, thì mình sẽ tập chạy xe máy nè. Với lại buổi chiều á, thì mình sẽ qua nhà bà Út chơi. Cái đa thấy chân ta dẫn. Bởi ta nói lụng quá chân dưới đất học tới nè. Không, người ta nhúng đùng đùng luôn á. Chứ phải là quẹt quẹt gì đâu. Chị mất cười. Cuối cùng á, thì mình cũng phải nhờ cậu của mình đạp ga giùm á. Tại vì mình đạp không có nổi mọi người ơi. Nói chung á thì chạy xe cũng dễ, không tới nỗi quá khó. Nhưng mà cái vấn đề mà mình cứ gặp hoài là mình đạp xe nổ ga không có nổi. Đúng kiểu là sức khỏe cùi xì luôn á. Thì như mình có nói á, buổi chiều á mình sẽ qua nhà bà Út chơi nè. Nhà bà Út của mình á rất là rộng nha. Bây giờ thì mình sẽ đi ra sân sau nè. Đây là mình sẽ cho mọi người xem một cái cảnh hái dừa nha. Nữa nè mọi người. Và sau đó ông Út của mình á sẽ gom mấy cái trái dừa này lại, bỏ lên cái xe đẩy á, rồi đưa vào trong nhà luôn. Còn mình đâu có đụng nó hả? Chị giỡn à, tháng bồng vậy. Ôi trời ơi, con nó lý kìa. Chẳng chạch chín. Ôi giờ đó thì ngủ sẽ không còn thông tin nữa. Con nhỉnh mờ quá, con sợ quá. Tính ra là sao cái lưỡi của con bò dài ghê ha mọi người. Sau đó nha, mình còn đi tới tiệm gần nhà của bà Út để cắt tóc nữa mọi người. Tính ra là thấy mình cũng sao á, ở trên thành phố kiểu có một đống nơi để cắt tóc luôn mà không cắt, cuối cùng phải đi về quê cắt tóc. Bây giờ con cắt kiểu gì nè? Dạ, con cắt ngang. Cắt rất là vui. Cắt ngang. Dạ. Cảm ơn nhiều. Chắc chút xíu. Bỏ một chút hả? Dạ. Bỏ một chút hả? Dạ. Đều ngang hết. Thẳng luôn không? Thẳng bầu cạnh không? Dạ. Nhân cây không? Cây đâu? Nó không hả? Không. Kìa con bánh mì tới nữa rồi kìa. Ở ngồi.
chịu nổi là không quên thở vậy bự xong rồi xong cái đây sao không nó bằng mấy ký hả mấy ký được. Rồi vậy là cái đầu của mình đã cắt xong rồi đó mọi người. Nói chung là không khác ban đầu là mấy nhỉ, chỉ ngắn lên chút xíu thôi. Thì đây là cái giỏng mà mình thích nhất ở nhà bà Út á mọi người. Kiểu giống như là mỗi khi mà qua nhà bà Út á thì mình chỉ thích leo lên cái giỏng này ngồi thôi. Chắc nói chung á là kiểu mình rất là thích ngồi mấy cái giỏng. Với lại ngoài ra còn có một cái quạt rất là đặc biệt nữa, gọi là cái quạt mo. Con vịt nó kêu mà làm hết cả hồn luôn vậy đó trời. Họ thích ngồi đây không? Ngồi đây lát. Cái gì nữa? Đừng có mày dưới nó nổi lên. Và buổi tối á, thì mình ăn tối ở nhà bà Út nè. Nhìn cái mặt của mình á, là thấy buồn ngủ tới nơi rồi đó. Chắc tại nguyên ngày chơi quá trời luôn, cho nên buổi tối mỗi khi ăn xong á, là mình sẽ rất là dễ buồn ngủ luôn á. Thì video này mình sẽ kết thúc ở tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye bye mọi người.